hơi xích mích xíu, đấm vài cái thì chúng ta không có đến nói chúng ta bẻ giò nó, bẻ tay bẻ chân bẻ cổ nó. Chúng ta không có làm nó. Cho nên mình nói là tùy trường hợp tùy mức độ mà chúng ta xử lý cho nó phù hợp. Chứ đừng có mà thằng bạn nó khều do cái đấm cho nó vỡ mặt. Cái này là đấm cho nó vỡ mặt. Cái này là xin chào quý vị và các bạn, mình là Vinh Kung Phu. Chào mừng các bạn đến với một clip chúng ta nên học môn võ gì để chúng ta tự vệ và đánh nhau. Dùng từ đánh nhau, bạn phải hiểu từ đánh nhau này là nó thuộc cái kiểu như là đối kháng ấy, thực chiến ấy, chứ không phải là đi đánh lộn đánh lạo, đánh người ta, đánh đấm phá hoại cuộc sống ha. Bạn phải hiểu cái từ đánh nhau cho nó hợp lý ha. Đánh nhau nó có nhiều nghĩa, đánh nhau mà đánh nhau tầm bậy cũng có, mà đánh nhau hợp lý cũng có ha. Đánh nhau hợp lý có nghĩa là chúng ta tự vệ, chúng ta bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân, bảo vệ khi mà trộm cướp các cái thì chúng ta đánh nhau, chúng ta bảo vệ chúng ta, hay là bị trộm cướp chúng ta giành lại tài sản của mình, chúng ta phải đánh, phải bắt những cái đứa mà phạm tội để giao cho nhà nước, giao cho công an, ví dụ vậy ha. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn đó là vậy thì muốn đánh nhau được có nghĩa là giống như trong phim ấy. Trong phim thì không phải, giống như sao nhỉ, giống như trong cái clip cái gì mà các bạn thấy người ta đánh thực tế á đó. Cái này không phải là đấu võ đài nhá, đấu khác, mà đánh nhau, đánh thực chiến nó khác nha. Bạn hiểu này, khi mà chúng ta đấu võ đài ấy, nó đánh nhau theo một cái kiểu, nó là quy tắc, nó có luật và nó có theo cái tính chất của cái trận đấu, nó là trận đấu gì, của môn võ gì. Ví dụ vậy, đấu tổng hợp, võ tổng hợp, đấu lồng bát giác nó khác với lại đấu giải. Ví dụ võ cổ truyền, chúng ta mặc áo giáp này, mũ này, găng, đeo găng này, rồi giáp chân, giáp tay, rồi ki ở chỗ đó, rồi niềng, rồi bảo vệ răng, rồi đó, nó kín đáo, nó khác. Rồi chúng ta không được vật hay không được đè ra đánh, ví dụ vậy, có những cái thứ không được. Còn vậy thì làm thế nào để chúng ta biết cách đánh một cách phong cách gọi là tự do ở ngoài đời? Ngoài đời thì chúng ta không có luật, chúng ta chỉ để ý một, lưu ý một điều duy nhất. Đây là mình nhắc cho các bạn một lưu ý duy nhất mà cần thiết và quan trọng nhất khi mà đánh nhau ngoài đời, khi không có luật lệ, có nghĩa là không có luật đấu nha, chúng ta vẫn phải trong luật pháp của nhà nước đó. Nên liên quan đến luật pháp thì chúng ta cần gì? Chúng ta không được đánh chết người. Bạn nhớ điều này, đây là cái điều cấm kỵ, chúng ta không được đánh chết người. Đánh chết người chúng ta sẽ có thể bị đi tù, bị kết án. Mặc dù chúng ta tự vệ nhưng mà chúng ta lỡ tay đánh chết người có thể cũng sẽ bị đi tù, và vài năm thì coi như là tương lai cuộc sống chúng ta bị thay đổi rất là nhiều thứ mang tiếng ha. Mặc dù chúng ta làm đúng đi chăng nữa thì nó có nhiều thứ lên rắc rối lắm ha. Cho nên bạn không được đánh chết người ha. Đánh chết người nó vi phạm vào cái luật, nó vi phạm vào cái đạo đức của con người, cái đạo đức, cái tính nhân văn, nhân đạo ha. Cho nên bạn lưu ý đừng có máu bảo nó thật ấy. Khi mà bạn học võ mà bạn để đánh chết một người nó dễ lắm. Nói thật, mấy ông võ sư đánh chết một người dễ lắm. Chúng ta sử dụng những tuyệt chiêu mà hàng ngày chúng ta bị cấm sử dụng đó. Ví dụ như là bẻ cổ chúng ta không thở được là chết, chặt cuống cổ chết, hay là đá hạ bộ, đá mạnh quá thì cũng chết ha. Hay chúng ta đánh vào những cái điểm yếu như là tim này, hay là mắt này, đánh mắt xong rồi đánh vào cổ, đánh vào những cái điểm mà chúng ta tắt thở đó. Hay là hạ bộ, hay là nói chung về điểm yếu nó nhiều lắm. Đánh chết thì nó dễ lắm, nhưng mà người ta không có được đánh chết, giống như lúc đầu clip mình đã nói ha. Vậy thì chúng ta bạn nhớ này, đừng có máu bảo là cái này mình sử dụng một tuyệt chiêu này là chết người. Đừng có máu vậy, máu chết là bạn có chuyện luôn đấy ha. Cho nên, nhưng để chúng ta tự vệ một cách gọi là bình thường. Bình thường là sao? Ví dụ như là chúng ta bị tấn công, bị kẻ thù, bị kẻ xấu nó tấn công, thì chúng ta biết chán đòn, hoặc là chúng ta biết đánh lại một vài thế, chúng ta biết khống chế đối thủ, giữ lại, hoặc là mình vật nó xuống để mình trói nó lại, ví dụ vậy. Đó là một, hay là một vài tư thế, ví dụ nó đánh lên mình biết đỡ rồi mình phản đòn, ví dụ vậy. Nó đánh tới mình đỡ, mình phản đòn đó, mình phản đòn cho nó đau rồi nó sợ, rồi chúng ta sẽ xong chuyện, và chúng ta mỗi người lại rồi chúng ta chạy đi cũng được. Hoặc là chúng ta đánh cho nó bị nặng hơn hay là nhẹ hơn, tùy trường hợp. Ví dụ cướp nó cầm mã tấu dài, cầm dao dài, nó đe dọa, nó cướp xe của bạn, hoặc là nó làm cái gì đó nó nguy hiểm quá, thì bạn bắt buộc bạn phải khống chế cực mạnh, bạn phải đánh cái mức mà mạnh, thật mạnh. Ví dụ như là đánh làm sao cho nó gãy tay gãy chân cũng được, trói nó được,
gọi công an, gọi cho chính quyền tới bắt nó, ví dụ vậy. Còn trường hợp nhẹ nhẹ đi, ví dụ bạn bè với nhau hơi xích mết xíu, đấm vài cái thì chúng ta không có đến nỗi chúng ta bẻ giò nó, bẻ tay bẻ chân bẻ cổ nó. Chúng ta không có làm nó. Cho nên mình nói là tùy trường hợp, tùy mức độ mà chúng ta xử lý cho nó phù hợp, chứ đừng có mà thằng bạn nó khều do cái đấm cho nó vỡ mặt cái này là đấm cho nó vỡ mặt cái này là là không ổn nhá, cái này là lỗi tại bạn nhá. Hoặc là trường hợp mà cướp nó cầm dao, nó đe dọa, nó chém bạn, nó chém để nó cướp đồ của bạn ha. Bạn chả biết nó là ai cả, nó đe dọa, nó chém bạn mà bạn đánh nhẹ nó quá, ví dụ vậy. Nó chém tới mình chỉ né thôi, các bạn cứ tập né vậy thôi mà bạn không biết phản công và bạn không biết khống chế nó lại, bạn cứ né hoài, thế nào né được một hai lần, lần thứ ba nó chém trúng là chết luôn. Bạn nhớ nhá, đấy là do bạn không có phân định là trường hợp này khẩn cấp, đặc biệt nghiêm trọng, bạn cần phải xử lý mạnh. Trường hợp này chúng ta xử lý nhẹ, trường hợp này chúng ta bỏ qua, chúng ta không có đấy. Đây bạn phải hiểu cái đó trước, sau đó bạn mới tập. Bạn nhớ nhá. Chứ không bạn sử dụng sai là nhiều người sai là nguy hiểm lắm. Chúng ta trường hợp nhẹ mà chúng ta đánh mạnh, mà trường hợp mạnh chúng ta đánh nhẹ là không biết thì cũng bỏ đời. Rồi, vậy thì chúng ta đấy này, võ thuật nó có cái này, nó rằng qua cái này, cho nên bạn lưu ý không phải biết một, nhiều khi mình phải nói nó rằng qua chuyện này qua chuyện kia để bạn hiểu là nó võ thuật nó rằng nhau như thế ha. Cuộc sống nó rằng qua rằng lại như vậy, bạn hiểu một thứ bạn không giải quyết được, bạn phải hiểu nhiều thứ thì sau đó bạn tổng hợp lại bạn mới có cái cách giải quyết tốt nhất ha. Rồi vậy thì chúng ta nên tập cái gì, tập võ, tập cái gì để chúng ta có thể tự vệ, thì mình khuyên các bạn đó là chúng ta nên tập về có hai cái khía cạnh. Thứ nhất đó là thể lực, bạn nhớ nhá, thứ nhất là thể lực, và thứ hai, điều quan trọng thứ hai đó chính là kỹ thuật chiến đấu. Kỹ thuật chiến đấu là cái gì? Ví dụ như là đòn đấm là kỹ thuật chiến đấu, đòn đấm vòng cũng là chiến đấu, móc cũng là chiến đấu, đánh cùi chỏ là chiến đấu, giật đầu gối là chiến đấu, đá là chiến đấu, vật xuống, các tư thế khóa bẻ khớp, ví dụ như chụp tay, vặn khớp là chiến đấu. Bạn nhớ nhá, tất cả những kỹ thuật mà sử dụng để chiến đấu, đấm đá chỏ gối, vật bẻ hoặc là đặt vào những cái điểm yếu, ví dụ như là đánh điểm yếu vừa, như là đánh vào không này, điểm yếu không được đánh vào mắt, không được đánh vào bộ nhá, điểm đó nó dễ chết lắm. Bạn đánh vào tay, ví dụ vậy, đánh chật khớp tay, nhấc tay lên rớt xuống vậy, rớt vậy, chật khớp tay không có chết đâu, nhưng mà đối thủ kẻ xấu nó sẽ bị khống chế, nó đau quá nó không chịu nổi, nó mình bắt được thoải mái ha, chói lại lúc nào cũng được. Còn bạn mà để cho nó cứ chém vầy là chết, nguy hiểm ha. Vậy thì bạn học hai thứ, mình nhắc lại này, thứ nhất đó là thể lực, thứ hai đó là kỹ thuật chiến đấu, bạn chỉ cần hai đó thôi. Tất cả những cái màu mè hoa lá bạn vứt hết, bạn không cần. Những cái động tác mà múa kiểu phim mà này, cái này bạn bỏ hết, không học cái này chỉ để chúng ta gọi là nghệ thuật trong võ thuật ha. Cái chữ thuật là nghệ thuật, là chúng ta biểu diễn những cái tinh hoa của võ thuật cho nó đẹp mắt. Còn khi mà bạn muốn tự vệ nhanh, tự vệ thực chiến trong cuộc sống luôn, bạn bỏ hết mấy cái này, bạn không có cần múa vậy, mấy cái này bạn vứt. Nói chứ đây là mình đã nói, như bạn muốn tự vệ nhá, muốn tự vệ thực chiến thì bạn phải học thể lực, để cơ thể bạn phải khỏe. Bạn yếu quá bạn đánh không được đâu, bạn yếu bạn không có sức khỏe mà không đánh được, mà bạn mập quá bạn cũng không đánh được, bạn cứ cân đối vừa phải, không mập mà cũng không yếu, không gầy quá, cứ vừa phải, cơ thể khỏe, tập mỗi ngày cơ thể nó rắn chắc khỏe mạnh ha. Bạn chạy, bạn tập nhiều thể lực á, thì ví dụ như là bạn chạy nó cũng không có bị ví dụ bạn không bao giờ tập thể lực đúng không, bạn gặp chuyện hả, vừa chắn được cái là bạn thì không có sức là không đánh được ha. Đó, bạn nhớ hai yếu tố quan trọng nhất đó là bạn phải tập trung vào thể lực. Vậy thì thể lực tập cái gì? Chúng ta ví dụ bạn tập hít đất này, tập chống đẩy, bạn tập hít đất, bạn tập chạy, bạn chạy bền cũng được, chạy tại chỗ cũng được, chạy tại chỗ trong nhà cũng được, hoặc là bạn chạy bền là bạn chạy vòng vòng trong xóm này, hoặc bạn như đó, bạn tập thể lực, hoặc bạn nhảy dây, có dây bạn tập nhảy dây, đó là những động tác thể lực. Hay bạn hít xà đơn, xà kép cũng được, rồi bạn tập tạ,
có cái tạ đơn bạn hít được đó. Đó là những cái động tác mà giúp cho thể lực bạn tăng lên ha. Đặc biệt là hít đất rất là dễ, chả mất gì hết, chả tốn tiền gì hết, cứ vậy hít thôi, hít nhiều vào, một ngày hít nhiều vào, hít 5-60 lần, 100 lần ha, phải hít nhiều hiệp thì thể lực bạn sẽ, hoặc là bạn gấp bụng, những động tác gấp bụng hay là động tác đấy, thể lực rất là nhiều ha. Bạn lưu ý đây, mình kể chi tiết cho bạn hiểu, đó là thể lực và kỹ thuật chiến đấu. Bạn tập đòn đấm riêng, đòn đá riêng, đòn củ chỏ riêng, rồi các bạn kết hợp combo vô đó, chỉ thế thôi, hai yếu tố đó, và bạn chịu khó tập mỗi ngày, bạn sẽ có thể tự vệ được tốt ha. Rồi tập những cái mức phản xạ, muốn phản xạ được, ví dụ bạn tập né này, né này, có cái gì ném tới, né này, quả banh ném, né này, né này, đó thì bạn có phải chịu khó tập. Rồi tập bộ pháp di chuyển, nhấp lên nhấp xuống, thụt lên thụt xuống, ví dụ để né đòn đó, rồi đỡ đòn đấy, nó nhiều thứ nó dằn qua dằn lại thì bạn sẽ tự vệ tốt ha. Rồi đây là mình giải đáp cho bạn như thế thôi, chúc bạn tập luyện thật tốt tốt và đạt kết quả. Bạn vừa xem xong chương trình, để xem các tập khác vui lòng bấm vào biểu tượng video trên màn hình. Xin cảm ơn.